Hôm trước thì mình ở trên cái group mà Mì AI của anh Thắng Chiến á, thì có một bạn lên hỏi mình về một cái đề tài rất là hay. Đó là build một cái ứng dụng để phát hiện ra đạo văn á, của những người sinh viên khi mà người ta nộp một cái bài tốt nghiệp hay là một cái bài nghiên cứu gì đó, thì nó sẽ detect xem cái bài đó có ăn cắp của cái đề tài đó, ăn cắp của ai đó hay không. Thì rất là trùng hợp thì năm 2009 thì phải, mình cũng có làm một cái phần mềm tương tự như vậy. Cái phần mềm của mình thì nó cho phép sinh viên trước khi mà nộp bài là sẽ lên cái trang web đó, commit cái bài lên để nó kiểm tra coi là bao nhiêu phần trăm là đạo văn của người khác, và nó cho sinh viên kiểm tra trước khi nộp luôn. Thì nếu mà thấy mà đạo văn nhiều quá thì bắt đầu quay lại mới sửa, cho khi nào mà mình cảm thấy mình hài lòng á, thì mình mới nộp. Nhưng mà xưa thì cái AI thì nó chưa có phát triển như bây giờ, thời đó thì AI nó không có nổi đó. Thì mình thấy là một cái sự trùng hợp mà cũng khá là hay. Do đó hôm nay mình sẽ làm một cái bài, mình hướng dẫn ha. Thật ra mình không phải là một cái người chuyên nghiên cứu về AI, cho nó không thể nào nói là hướng dẫn bạn làm được. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách mà nếu mà mình được giao một cái đề tài như vậy thì mình sẽ làm như thế nào. Ra mình cũng không biết là bạn có bao nhiêu thời gian để bạn hoàn thành cái dự án này, nhưng mà nếu mà để làm theo kiểu mà miệng liền á, ví dụ chỉ có một tuần thôi là phải ra được sản phẩm á, thì đây là một cái đoạn code, chỉ có 34 dòng lệnh thôi. Thì cái code này nó rất đơn giản, nó sẽ đưa vào hai cái file TXT và nó sẽ so sánh xem cái hai cái file đó cái mức độ giống nhau của nó như thế nào. Và đối với AI thì không phải là so sánh cái mức độ giống nhau của từ ngữ rồi nha, mà mình dùng từ đồng nghĩa hay là từ gần nghĩa nó vẫn so sánh được. Đó. Thì đây là tất cả những cái file TXT ở trong cái project này, và nó sẽ chạy cái thuật toán so sánh của nó. Nó so sánh cái file TXT này với file TXT này, và cái độ giống nhau là 20%. Cái file này với cái file này là 57%. File này, cái requirement này thật ra là các cái thư viện là cái file mà nó chứa các cái thư viện cho cái ứng dụng này nó chạy á, thì nó so sánh thì nó thấy là giống 0%, 0%. Thì đây là nội dung của các cái file đó. Thì đây là một cái project mẫu mình đi lang thang trên mạng mình tìm á, thì thấy cái project này. Thì nếu mà để mà mì ăn liền á, để mà làm nhanh á, thì bạn có thể lấy cái project này để mình làm, chỉ cần đưa cái file vô. Tại vì nếu mà theo cái yêu cầu đó đó thì chắc là khi mà một cái trường á, mà nó phải có một cái thư viện nó chứa tất cả những cái bài viết về tất cả những cái essay hay là tất cả những cái đề tài khoa học gì đó, nó có một cái nơi nào đó để nó lưu cái đó lại. Thì mình chỉ cần tạo một cái dòng lặp thôi, khi mình nộp bài vào thì mình sẽ tạo một cái dòng lặp để mình so sánh cái bài mà cái sinh viên nó nộp với những cái bài essay mà mình đã có sẵn ở trong đó. Hoặc là nếu mà cái trường hợp mà những cái bài đó nhiều quá thì mình có thể phân loại nó, ví dụ như là cái bài đó thuộc cái đề tài nào, thuộc cái đề tài nào, thì mình chỉ chạy ở trong cái đề tài đó thôi, mình sẽ không so sánh với là những cái đề tài khoa học khác. Đó thì đó cũng là một cách để mình có thể chạy được cái đáp ứng được cái yêu cầu. Nhưng mà để mà báo cáo một cái báo cáo khoa học á, thì chạy được là được rồi, thì đây là chạy được rồi. Nhưng mà bạn phải hiểu là cái phần mềm này nó chạy như thế nào, tại vì người ta sẽ hỏi bạn là chạy bạn bạn xử lý như thế nào. Đó thì xử lý như thế nào, thì đây là cái này là đơn giản nhất luôn á. Cái này mình tìm thấy mình nghĩ là đơn giản nhất cho cái cách giải quyết đơn giản nhất cho cái bài toán này á, là đây, nó sử dụng cái vectorizer và nó import từ cái thư viện sklearn. Thì cái vectorizer và cái embedding layer mình đã nói rất là rõ, khá là rõ trong cái video trước á, cái video mà phân loại text về review phim á. Thì đây, thì ở đây bạn thấy ha, nó sử dụng vectorizer và nó sử dụng cái hàm cosine similarity để nó so sánh các cái vector đó. Thì đơn giản là thế này, nó sẽ biến các cái từ ngữ ở trong cái đoạn TXT này thành các cái vector, và nó sẽ áp dụng cái cosine similarity để nó so sánh các cái từ ngữ đó, và nó đưa ra cái quyết định là hai cái bài đó nó giống nhau như thế nào. Nó thì cái bài này á, nó có giải thích rất là rõ đây nha, là cái bài của cái bạn này là người ta sẽ giải thích nè, intro nè, nó là một cái detector về đạo văn ha, sử dụng word to vector và cosine similarity. Thì người ta sẽ giải thích rõ đây, chỉ sử dụng một cái thư viện thôi là scikit-learn, cài vô xong bắt đầu word embedding. Đó thì cơ bản là vậy thôi, hai vector nhân với nhau nhân với code để ra cái gốc. Thì nếu mà cái gốc từ cái số gốc đó nó sẽ tính ra hai cái bài đó nó giống nhau như thế nào. Đó thì rất là đơn giản.
bla 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 bla, rồi viết thành một cái hàm cho check. Rồi final code đây. Xong. Cực kỳ đơn giản ha. Nhưng mà nếu mà bạn muốn mà tìm hiểu thêm á, hoặc là mình cái đề tài khoa học mình nó yêu cầu chuyên sâu hơn về thuật toán á, thì bạn có thể tham khảo cái này. Đó, đây là một cái paper rất là cũ à, nó năm 1970 mấy, là hình như năm 1975 thì phải. Nó có miêu tả rất là rõ về cái thuật toán mà tại sao khi mà mình vectorize một cái từ ở trong đó thì mình có thể so sánh được cái sự khác nhau của nó. Đó. Thì đây là một cái bài rất là xưa, có thể nói là xưa nhất khởi nguồn của cái thuật toán này, thì từ cái nguồn gốc này người ta mới phát triển lên được cái phần mà embedding layer và cái phần vectorize. Thì đây là cũng là một cái để các bạn tham khảo. Và cái thứ hai nữa bạn cần phải biết trong để khi mà tránh cái trường hợp mà người ta hỏi á, đó là bạn phải biết cái này. Đó là cái thuật toán cosine similarity, thì ở trên này trên wiki nó có rất là nhiều, tại vì mình làm một cái báo cáo khoa học mà mình cần phải đọc rất là nhiều, và nhiều khi mình phải bỏ thời gian để mình nghiền ngẫm, mình nghiên cứu, mình cố gắng mình hiểu nó. Nhưng mà không sao, nếu mà các bạn có cái tò mò và mình có đủ cái thời gian để mình bỏ ra, mình đào sâu, mình nghiên cứu thì mình sẽ hiểu thôi. Đó, thì đây là tất cả về cái thuật toán cosine similarity. Rồi, thì cái đó là sẽ xong cái phần back-end mà làm dạng miệng liền. Còn nếu mà bạn là một sinh viên mà dạng như không chuyên về AI á, mà chỉ học về IT thôi, thì từ cái back-end này á, mình có thể build lên thành một cái API bằng Flask để mình có thể mình thể hiện ra nhiều cái kiến thức của mình và cái kỹ năng của mình trong nhiều cái mảng khác nhau. Thì mình sẽ build nó thành một cái Flask API và mình sẽ demo nó ở trên Linux để mình demo được, à tao biết Linux nè, và tao biết Flask nè, tao biết Python nè, tao biết phân ra giữa back end và front end nè. Và cái front end thì bạn có thể chọn nhiều cái framework như là React hay là HTML, JavaScript gì đó, cái đó tùy mình chọn. Thì khi đó thì mình có thể demonstrate được cái kiến thức của mình nó nhiều ở nhiều cái mảng hơn. Hoặc là khi demo thì bạn có thể chạy trên Docker. Đó, thì nó rất là hay. Mà cái phần mà AI á, thì nó cũng cũng không có nặng lắm, nó chỉ là một cái dòng lệnh đơn giản như như vậy thôi. Bla 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 bla. Đấy, thì thật ra nếu mà ở cái mức độ mà đưa ra một cái sản phẩm có thể chạy được và làm nhanh miệng liền, thì cái phần mà AI để dự đoán cái từ ấy, thì các cái bài văn ấy, thì nó chỉ có như thế này thôi, là cũng ok rồi. Ok, còn nếu mà bạn mà không muốn chơi kiểu miệng liền mà muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn một tí, thì ở đây mình có một cái bài mình cũng cũng đi lòng vòng ở trên mạng cũng tải về, thì nó cũng sử dụng một cái thư viện là Scikit-learn, nhưng mà nó ngoài cái chỗ mà vectorizer và sử dụng thuật toán cosine similarity thì nó còn sử dụng thêm hai cái layer nữa là count vectorizer và TFID transformer. Thì khi mà đi một vòng mà để mà mình tìm hiểu về cái đề tài này á, thì hai cái thằng này nó hay đi chung với nhau, hai cái thuật toán này. Thì ở đây á, ngoài cái chuyện mà kết hợp thêm những cái thuật toán nữa để nâng cái tính chính xác của cái sự so sánh lên á, thì bạn nó còn còn viết theo một cái kiểu là lập trình hướng đối tượng á, tạo một cái lớp nè, xong rồi init nó nè, xong rồi các cái property define nó này nọ các thứ ở đây. Thì cái nội dung của nó, cái mục đích của nó thì cũng là y chang như cái thằng bài kia thôi, nhưng mà cái khi mà thêm những cái thuật toán này vào á thì nó sẽ chính xác hơn. Thì những cái thuật toán này á, là cái gì thì có thể đưa vào đây ha. Đó, bạn có thể đọc đây là những cái thuật toán này. Ngoài ra mình có thể lên mạng mình tìm những cái thuật toán này. Đó, và cái thuật toán transformer thì cái mà count vectorizer nó là một cái thuật toán, nó dạng như là khi mà mình đưa vô nó học á, thì nó cũng biến các cái từ ngữ thành các cái con số. Nhưng mà cái điểm yếu của nó là nó không có phân biệt được cái từ gần nghĩa và cái từ đồng nghĩa, mà nó chỉ đếm cái tần suất frequency của cái từ đó thôi. Do đó nó sẽ sử dụng một cái thuật toán nữa để nó normalize các cái matrix đó. Và cái thuật toán đó là nó có cái là nó viết tắt của gì ta? Gì à? Term frequency and ID frequency. Thì hai thằng này nó hay đi chung với nhau. Thì đối với cái bài này á, thì cái bài này đã kết hợp được bốn thằng này, ba thằng này đây với lại thằng này, là để và viết nó lại thành một cái hướng
lập trình hướng đối tượng, tạo một cái class này nọ đó và viết ra. Xong rồi if main là nó ở đây thì cái mục đích của nó cũng so sánh thôi, không có gì cả. Chạy thử nè. Đó, thì nó sẽ ra một cái bảng so sánh như thế này. Thì cái code của nó như thế nào thì chút nữa mình sẽ để một cái đường link, mình sẽ kèm tất cả những cái code và những cái tài liệu gì đó mà mình đã tìm hiểu được, mình sẽ gửi trên cái đường link ở dưới description đó. Ai mà muốn quan tâm cái đề tài này thì cứ tải về mà đọc ha. Rồi, ngoài ra ở đây bạn nó sẽ còn viết index đây, đó là cái mô tả của giống như là cái bài báo cáo của cái dự án này, ngày tháng năm, tác giả là Potter, hỏi cái này là chung chung thôi, cái gì đánh cắp công việc của người khác không có gì quan trọng cả. Overview để mình xem những cái gì quan trọng nhất ở đây. Đây, mình sẽ đọc cái này người ta giải thích ha. Step 1, Vector Space Model. Nó lại, thì nó cũng như thằng kia thôi, nhưng mà Vector Space Model, the algorithm at Vector. Thì nó sẽ đưa mình một tới một cái link này, đó. Phải đọc nha. Khi mà mình làm nghiên cứu khoa học mà, chịu khó đọc nhiều và những cái chỗ nào mà mình không hiểu á, có thể trong cái một cái bài mình đọc mình không hiểu, chứ dùng không hiểu cái này, không hiểu cái này, không hiểu cái này, mình lại tiếp tục mình đọc tiếp, tiếp tục mình đào sâu tiếp, thì tới đó mình mới có đủ cái kiến thức để mình làm một cái bài nghiên cứu khoa học như vậy. Thì ở bên đây thì cái bạn này cũng đã viết khá là đầy đủ rồi, xong rồi bạn đã theo cái này đó. Cái chữ ID frequency có nghĩa là inverse document frequency weight, công thức nó nằm ở đây. Đây, và đây là cái quan trọng nhất là cái thuật toán của bạn miêu tả. Bạn miêu tả là mình làm cái gì. Step 1 Keras Vector Space Model thì đại khái là nó đưa nguyên cái step 1 này, nó chỉ đại khái nó muốn nói là đối với máy thì nó sẽ không thể hiểu được từ ngữ, mà mình phải đưa nó về các cái số. Thì khi mà đưa nó về các cái số như vậy á, thì mình có thể thực hiện được những cái phép tính toán và những cái phép so sánh và rất là nhiều cái phép tính ở trên đó. Rồi, step 2 là làm cái gì? Tu nó sử dụng cosine similarity để so sánh, giống như thằng kia thôi, sẽ áp dụng các cái phép toán so sánh và cosine similarity thì bạn cũng có đưa ở đây. Rồi, tiếp tục đọc nha, phải đọc để hiểu. Cái step 3, cái step 3 này á, là bạn sẽ string cái dữ liệu lại để đưa nó về cái số từ 0 tới 1 thôi. 0 á, từ 0 là not similar, cộng 1 là very similar, giống nhau. Đó, thì cơ bản nó cũng như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ áp dụng thêm những cái thuật toán ở đây. Đây, nó sẽ áp dụng thêm cái này. Đây. Là count vectorizer và term frequency và inverse document frequency. Còn hai cái này là giống như cái hồi nãy rồi, giống như cái phần mà miệng liền mình làm á, các bạn chỉ cần áp dụng hai cái thuật toán này thôi. Đó, thì đây là một cái bài mà nó sẽ nâng cao hơn một tí, và những cái thuật toán này thực ra là những cái thuật toán nó rất là cơ bản thôi, nó rất là beginner trong cái thuật toán của machine learning, thì bạn có thể tìm hiểu ha. Trên YouTube cũng có rất là nhiều người ta giải thích rất là rõ và từ những cái khái niệm cơ bản nhất luôn, thì tìm hiểu thêm. Còn đây là một cái bài tập mẫu đó. Thế thì sau khi mà đi một vòng vậy thì mình cũng biết được là người ta giải quyết cái bài toán đó như thế nào. Cái này là cái cách người ta giải quyết nha, còn nếu là mình á, thì mình sẽ làm như thế nào. Thì mình làm á,
là mình sẽ không sử dụng cái thư viện SQL này nữa, tại vì đụng hàng mà mình không chơi cái đó. Mình sẽ sử dụng Keras và TensorFlow, thì giống như cái bài trước thôi. Ở đây nó cái tài liệu của Keras và TensorFlow nó rất là rõ, thì tất cả những cái như là count vectorizer này, hay là inverse document frequency này, hay là cosine similarity này, thì TensorFlow nó đều hỗ trợ hết. Bạn vô đây ha, text classification, thì mình nên tìm hiểu kỹ cái bài này ha. Thì ở cái chỗ này á, nó giống, nó cũng tương tự như cái phần mà mình đã làm hướng dẫn ở trên cái phiên bản mà 2.0 á, nhưng mà cái đây là cái phiên bản 2.5. Thì trước khi mà nó create model á, thì nó sẽ sử dụng vectorization để nó xử lý cái từ ngữ trước. Thì hình như đây cũng là một cái phần ở trong cái yêu cầu của cái bài này luôn, có nghĩa là bạn phải chuẩn bị data cho nó học, đồng thời là mình phải làm cái model và chuẩn bị dataset luôn. Thì đây cũng là một cái bước để mình tìm hiểu, mình chuẩn bị dataset, mình phải hiểu được là cái đầu vào của cái model đó là cái gì để mình điều chỉnh nó. Thì mình thấy nguyên cái khúc này nè, nếu mà đọc kỹ cái bài này ha, thì nguyên cái khúc này đã, bla bla chạy xuống tới đây, load dataset này. Chạy 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 xuống tới đây, chạy chạy đó, xuống tới cái đây, file này từ gì đó, custom standard vectorize layer text vectorization nè, đây lúc này là text vectorize, nó biến thành vector nè, chạy xuống tới đây là in ra xong rồi config dataset đó. Nó làm gì, tại sao nó làm như vậy thì trong cái bài này giải thích rất là rõ rồi. Config đó, tới đây mới bắt đầu create model nè, có nghĩa là nguyên cái khúc trên này là chỉ là chuẩn bị dataset thôi, nhưng mà cái dataset của nó, cái dataset mà cái nó xài trong cái movie review á, là một cái dataset rất là chuẩn rồi nha, nhưng mà vẫn trước khi đưa vào model người ta vẫn phải chuẩn bị kỹ như vậy. Do đó mà cái dataset của mình chưa chuẩn á, mà là mình phải làm nhiều việc hơn nữa nè, do cái việc chuẩn bị dataset là mình cũng phải tốn khá là nhiều thời gian đó. Ok rồi, thì ở đây cái model nó sẽ khác một tí. Đầu tiên nó vẫn là embedding layer, nhưng mà nó sẽ kẹp hai cái drop out layer, nó sẽ kẹp giữa đây và cái cuối cùng là một cái dense layer. Thì khi mà bạn làm cái model của riêng mình đó, khi mà mình thiết kế một cái machine learning model đó, thì nó kêu là một cái process của try and fail, nghĩa là bạn cứ 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 làm đi. Có thể là đầu tiên mình vectorize trước, xong rồi mình tạo một cái model chỉ có giống như cái bài trước thôi, embedding, sau đó mình global 1D, sau đó mình dense để mình xem cái kết quả nó như thế nào, và bạn lưu cái kết quả lại. Thì mình đọc mấy cái bài mà nghiên cứu khoa học ở lúc nào nó cũng có một cái bảng experiment, ví dụ như vậy, như là không có hai cái dropout này thì cái độ chính xác của nó trên những dataset là bao nhiêu, hoặc là mình bỏ một cái dropout này, mình chỉ dropout ở đây, hoặc là mình thay đổi các cái này, các cái metric này, cái này chắc chắn phải thay đổi, cái này sẽ là metric, này sẽ là cosine similarity nè, mình đặt đây, thì sử dụng như thế nào thì bạn lên đây để bạn tìm hiểu. Và mình sẽ giống như mình thử rất là nhiều thứ, ví dụ đối với cái dataset này, đối với cái model này, đối với những cái thuật toán này thì cái độ chính xác nó là bao nhiêu, rồi đối với cái này 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 thuật toán bao nhiêu, thì do đó sẽ mất mất rất nhiều thời gian để bạn thử cái đó, để mình mới có thể mình come up được với một cái model là nó tối ưu nhất đó. Thì nó cũng dòng dòng mấy cái thuật toán đó thôi. Bạn nên tìm hiểu kỹ về cái thứ nhất là vectorization, thứ hai là cái embedding layer đó, và cái thứ ba nữa là count vectorization, rồi term frequency, inverse document frequency đó, thì chỉ những cái thuật toán đó thôi. Thì ở cái tầng mà intermediate là cũng 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 ok rồi. Đối với nếu mà mình come up với cái Keras model mà mình có experiment, thì cái bài mà lúc mà mình nạp lên nó sẽ rất là phong phú rồi. Còn nếu mà bạn muốn đi sâu vô, thật ra thì nếu mà mình đọc á, thì mình không không có đánh giá cao những cái gì mà mình copy paste trên wiki, để cái gì nó có rồi á, thì cứ thể để đường link hoặc là để tao tham khảo chỗ đó được rồi, chứ cũng không cần copy paste công thức. À, nó tính thành hai vector, rồi hai vector cộng mà nhân cosine này, cộng trừ nhân chia, cái đó làm gì, cái đó cũng cũng không cần lắm đó. Thì cái đó là ở tầng intermediate, là mình có thể thiết kế cái model riêng của mình ở trên Keras, sau đó mình sẽ train nó, xong rồi mình sẽ đưa đưa hai cái bài vô để cho nó so sánh xem là cái độ chính xác của nó là bao nhiêu.
Có một cái hay nữa của cái embedding layer là mình có thể visualize, tại vì khi mà mình đưa tất cả các cái từ ngữ về vector và mình đưa vào cái embedding layer để cái máy nó học, thì sau khi nó học xong nó giống như là cái cách nhìn của cái máy đó đối với những cái từ đó, sau khi mà nó đã học được tất cả những cái bài essay của mình thì mình có thể visualize nó. Thì Google nó có hỗ trợ một cái thư viện khá là hay để visualize, cái gì quên rồi, hình như là Projector. Đó, thì đây là một cái mô hình mà, tại vì cái mô hình Word to Vector 10.000 có nghĩa là cái AMDB á, mà bữa trước mình có nói là nó tải về 10.000 từ, sau đó nó train ở trên cái 10.000 từ đó, thì cái embedding layer của nó là một cái không gian 16 chiều, mà mắt người á, thì không thể sử dụng được không gian 16 chiều, do đó Google nó có hỗ trợ là cái TensorFlow Projector nó sẽ shrink các cái chiều không gian nó lại để thành một cái không gian 3 chiều để mình có thể nhìn vào và mình cũng có thể biết được là nó cái máy nó nhìn những cái từ ngữ như thế nào. Thì đây ví dụ như mình chọn một từ là horn đi, thì mình bấm vào đây đó, thì nó sẽ thấy những cái từ gần gần với cái từ horn, thì nó sẽ có orchestra, có skin, có finger, có bone, pieces, rider pair, isolate nó ra đó, thì thấy đây là những cái từ mà gần ở trong cái không gian của nó. Nhưng mà cái này là Google nó chỉ visualize thôi nha, chứ thực tế cái máy nó nhìn thấy tới không gian 16 hoặc là 20 chiều, là này nó shrink lại thành cái không gian 3 chiều để mình có thể nhìn được nó. Thì khi mà bạn build á, khi mà build trên Keras, bạn đã train xong cái embedding layer, thì cái này cũng có thể là một cái để mình kiếm điểm, mình có thể publish nó lên, mình có thể publish cái embedding layer của mình lên, nó là một cái file TSV, và mình sẽ thấy được là khi mà train những cái bài của mình đó, thì cái máy nó nhìn thấy những cái từ ngữ như thế nào, những cái từ nào ở gần nhau, những cái từ nào ở xa nhau, những cái từ nào khác biệt nghĩa như thế nào đó. Thì đó, thì nếu mà nó có hình ảnh đồ không gian đồ như thế này này kia lên nữa thì nó hay hơn, ai thì cũng thích cái hình ảnh nó trực quan hơn là những cái lý thuyết nó khô khan quá. Thì đây mình có thể load cái file TSV của mình lên. Thì cách làm sao để mà mình lấy được một cái file TSV từ cái embedding layer của mình, thì ở trên này nó có hướng dẫn luôn, nó nằm ở đâu đó ở trong cái này này, nó nằm ở đâu đó trong cái hướng dẫn này thôi, thì cứ search thôi. Đây ha, đây sau một hồi tìm kiếm thì đã tìm ra, nó có hướng dẫn ở đây, embedding projector, thì bạn có thể tìm hiểu cách làm sao để mình xuất được một cái file TSV từ cái embedding layer, sau đó mình load lên trên cái projector để mình visualize cái góc nhìn của máy sau khi nó học những cái dataset của mình để mình show cho người ta coi ha. Rồi đó, ok, thì nếu mà ở cái tầm mà intermediate thì chắc tới đó cũng là khá là ổn rồi đó. Ok, còn nếu mà bạn mà muốn á, mà làm cao hơn nữa, mà chuyên sâu hơn nữa, mà làm dữ dằn hơn nữa, thì đây, ở đây là mình có ba cái đề tài, mà ba cái đề tài này là ba cái luận án tiến sĩ của những cái người người ta nghiên cứu. Thì thật ra nói về cái mặt mà ứng dụng á, ứng dụng được cái AI á, thì chỉ cần beginner như cái phần anh miệng liền hay là như intermediate để kết hợp các cái thuật toán mình sử dụng mới được rồi. Còn nếu mà bạn muốn đi sâu hơn, ví dụ như là thạc sĩ hay là tiến sĩ, thì nó rất là nặng về nghiên cứu và nó rất là nặng về thuật toán, và có thể người ta phải mất rất là nhiều thời gian nghiên cứu thì người ta mới làm được. Nhưng mà nếu mà bạn muốn và bạn có đủ cái sự tò mò và có đủ thời gian để kiên nhẫn để nghiên cứu thì chắc mình nghĩ cũng được thôi. Đây thì thấy nghe cái tên đề tài, người ta đặt cái tên đề tài nghe đau to búa lớn kìa,
Đầu tiên là cái ông này 2018 này, Sanchez gì đó, Projector to Paraphrase Identification. Rồi thì ở đây ông đặt tên nè, tên với cái thuật toán Multi Perspective Sentence Similarity Modeling with Convolutional Neural Network, đặt cái tên thuật toán luôn. Thì đó, nếu muốn tìm hiểu thì vô đây. Đây, đó, đây là tất cả những cái paper. Thì nếu mà bạn muốn viết á, bạn cũng nên đọc những cái paper này. Thì khi mà mình làm một cái báo cáo học á, mình cũng viết nó dạng như theo cái kiểu mà người ta viết như vậy nè. Thì nó sẽ rất là hay. Abstract nè, đầu tiên là cái abstract của nó, miêu tả cái vấn đề nó như thế nào, giới thiệu như thế nào, các công việc liên quan như thế nào. Đó, viết ra đầu tiên là đó, những cái tài liệu mà mình nghiên cứu, những cái tài liệu mà mình đã đọc qua. Đó, model overview. Đây, cái này là quan trọng nè, là cái model của ông. Đây, đầu tiên là sentence model convert a sentence in similarity in convolutional with multiple types boolean gì đó. Thì các bạn phải đọc ha, đọc nhiều và nghiền ngẫm đó, hiểu như thế nào. Đó, người ta miêu tả rất là kỹ nè. Output boolean connected layer, cái này là cái dense layer ở trong Keras á. Rồi, structure của nó như thế nào, đọc kỹ vô cái thuật toán xử lý sentence modeling như thế nào. Đây, viết rất là chi tiết. Và multiple window size, cái này là thuần về kỹ thuật thôi. Similarity comparison unit, đây công thức để so sánh như thế nào. Đây, layer comparison one sim layer. Đó, experiment result nè, thấy chưa. Ở đây thì nó cái phần cái bài này, cái paper này nó cũng có một phần là experiment nè. Nghĩa là những cái model trước khi mà mình come up với lại cái model như miêu tả từ hồi nãy giờ thì mình đã experiment như thế nào. Có thể là mình experiment với những cái dataset khác nhau, mình experiment với những cái model khác nhau, những cái layer khác nhau, các cái thuật toán activation, các cái thuật toán loss function khác nhau, thì nó sẽ đưa ra những cái kết quả khác nhau, thì người ta sẽ lưu hết những cái kết quả đó lại. Training cũng experiment thì nó sẽ, đây, model nè, nó đưa ra và người ta sẽ so sánh model, tên model so sánh gì đó. À, và có thể so sánh cái model của mình với những cái model khác. À, thì đây là nguyên một cái full, một cái paper và một cái đề tài về báo cáo ở cái tầm tiến sĩ á. Thì mình đi tiếp một cái paper nữa. Còn đối với cái ông này thì ông không chơi kiểu đó. Wang approach, ông này ông là chơi kiểu khác, ông là sentence similarity learning by lexical decomposition and composition. Rồi, cái thuật toán của nó kiểu gì? Đây, đó, thì nó cũng giống vậy ha. Nó cũng giới thiệu vấn đề như thế nào, introduction như thế nào. Và nó cũng có cái model overview là đây, word presentation, semantic matching. Để coi nó miêu tả như thế nào. Decomposition. Thì phải có nhiều thời gian ha. Mình vừa đọc, mình vừa nghiền ngẫm, mình vừa nghiên cứu. Và cái này nó rất là nặng về toán. Nghĩa là tại sao một cái vấn đề đó người ta lại đưa ra, người ta xử lý như thế nào, người ta lại đưa ra một cái công thức như thế này. Thì nếu mà bạn có kiến thức về toán á, thì bạn có thể phát triển lên một cái thuật toán vậy. Ok, tao cũng dùng cái phương pháp composition and decomposition, nhưng mà tao thay đổi một cái công thức tính toán nào đó, hoặc là thay đổi một cái biến nào đó trong đây, khiến cho cái model của tao nó tối ưu hơn được bao nhiêu phần trăm đó. Thì nếu mà bạn làm được cái chuyện đó thì rất là tuyệt vời luôn, và đảm bảo là cái điểm sẽ rất là cao luôn. Tại vì những cái này nó cần cái sự đầu tư thời gian rất là nhiều, và nó sẽ không thể nào mà mình copy được của người khác hết. Đó, nó cũng có phần experimental nè. Đó, đây, đó, nó sẽ so sánh nè. Đó, những cái experiment state of art model, nó so sánh với những cái thuật toán khác, và so sánh thuật toán của mình với những cái thuật toán khác. Đó, dataset các thứ, so sánh đây. Đây, so sánh này, accuracy như đây, cái F1 như đây, so sánh F1 ha. Đó, thì đọc cái, đây là những cái tham khảo của người ta. Đây, cuối cùng thì bỏ thời gian ra để đọc cái này. Rồi, một cái nữa là ông này thì lại sử dụng một cái thuật toán mà ông đặt tên là Bidirectional Long Short Term Memory with Gated Relevant Network for Paraphrase Identification. Đọc tên cái thuật toán không là muốn trẹo lưỡi rồi. Ở đây thì reference, cái này
gì đây? Ô cái này nó không cho miễn phí bạn ơi, cái này nó bắt phải mua. Viết một cái thuật toán, viết một cái paper, sau đó bán với giá là ebook là 96 euro. Gì đây, shop cover là 119 euro, quá mắc. Đó, thì nếu mà ở cái tầm cao hơn nữa, mà ví dụ bạn làm một cái đề tài tốt nghiệp tiến sĩ hay là thạc sĩ gì đó, thì mình phải làm được tới cái mức này. Mình sẽ nghiên cứu, có thể là mình nghĩ ra cái thuật toán của riêng mình, hoặc là mình phát triển từ những cái thuật toán của những cái người khác để ra một cái model của riêng mình đặt tên vào cái thuật toán đó luôn, và mình có một cái white paper, mình so sánh cái thuật toán của mình với những cái thuật toán khác, và những cái experiment của mình khi mà mình trong cái quá trình mình làm á, thì cái phần này bạn làm cũng được. Ở trong phần intermediate á, khi mà mình thiết kế cái model á, mình cũng nên có một phần là experiment. Ví dụ như cái F1, cái model đầu tiên của mình nó độ chính xác bao nhiêu, sau đó tôi thay đổi cái activation function thành từ cái này thành cái này thì nó chính xác lên bao nhiêu, sau đó tôi thêm một cái lớp softmax vào giữa hai cái lớp này thì nó chính xác bao nhiêu, tôi thay đổi một cái thông số threshold nào đó, nói chung là nhiều thứ, thì bạn cứ nên lưu hết tất cả những cái đó lại và đưa vô trong cái bài báo cáo của mình, thì nó sẽ cao hơn. Đồng thời sử dụng cái projector để mình visualize cái gì đó nó có hình ảnh vô thì nó người ta thích hơn. Đó, thì đó là tất cả những cái gì mình chia sẻ với bạn, thì tất cả những cái thông tin này mình sẽ để dưới description đó, có thể tải về. Rồi, chúc bạn thi tốt và được điểm cao nhé.